Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi siêu vi là tình yêu chung. Một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em. Mời các bác anh em vào trong phòng khách của nhà anh Quỳnh. Chào anh nhé. Okay. Đây anh Quỳnh, chủ nhân của rèn ngày hôm nay. Cho em review ghi lại các khoảnh khắc lắp đặt bộ rèn cho nhà anh. Đúng, để là cái tư liệu sau này cho các bác và anh em ai ôm âm thanh các bộ rèn. Anh định để loa ở đâu ở anh ấy nhỉ? Cái nào chắc? Vâng. Vâng, thế là hai, sẽ để hai bên, hai đôi hai chân này. Cái cây này cho anh cho lui ra được không? À và anh còn có một con súp nữa, nhỏ súp ấy vừa để đây em. Vâng. Chân là ok rồi. Vâng. Nhưng báo hoãn nhưng mà tôi thì không hoãn nữa. Báo hoãn thì báo cho bạn. Anh Huỳnh đã theo dõi bên em lâu chưa? Mình mới theo dõi được chắc khoảng 2 tháng rồi. Vâng. Âm thanh hay mấy này về cái màu sắc. Màu sắc về và chất lượng với này phong cách phục vụ như là anh xem trên các cái trên các nền tảng mà chúng em đã đi lắp đặt thì là anh tin tưởng và quyết định là chốt bộ rèn bên em. Mình thực ra thì cũng không phải đặt cọc cái gì đúng không? Vâng. Anh em mình lấy thì hẹn trên điện thoại cái là chiều qua thì cũng có việc tham gia là nhưng mà chiều qua thì vẫn ngỡ quá lúc trưa thì mới có việc xảy ra. Vâng. Chiều nay thì cũng mà thôi thì tranh thủ một lúc. Rồi một lúc thôi. Dạ vâng, thôi đây để tôi. Thì rồi nữa các bạn. Dạ vâng. Thôi để bọn em xin phép được mang vật tư vào em nó đấu lối, nhà cũng có việc thì cũng có thời gian không được nhiều. Dạ vâng. Cảm ơn công ty nhé. Vâng. Quê hương
hương ai hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường là hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non kéo con ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng. Bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê hương tôi xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu lớn lớn dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông trẻ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô, ngộ thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, cau đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ở ngày cưới, trông thật hay. Dịu dàng hạt na đua nhạt trên áo, đôi môi em gọi bao khát ta, mắt em vời vời đăm đăm trời ca. Em mong manh đường sừng cây sút rơi ná, gió chiều bao trần sao xuyên mãi khôn nguôi. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi siêu vi là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em. Hồi ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế, dẫu là mặt trời lòng là tan ta, hay đêm mịt mù thiếu những vì sao. Nếu không có người, cuộc đời trôi về đâu? Nếu không có người mà đất quá hoang vu. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi siêu khi là tình yêu chung. Một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em. Quý vị vừa nghe một nhạc phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc mang tựa đề Điều Giản Dị. Giang hạt na đua nhạt trên áo, đôi môi em gọi bao khát ta, mắt em vời vời đắm đắm trời ca. Em mong manh đường sừng cây chút rời ná, gió chiều bông trời sao duyên. Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa, mãi mãi siêu vi là tình yêu chúng ta. Và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy. Mãi mãi siêu
anh càng thấy yêu em. Và anh biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng vâng. Vừa rồi thì anh em TK chúng em đã lắp đặt vào bàn giao xong cho bộ rèn của anh Huỳnh nhỉ. Là đấy, anh cho em khép được vâng, anh Huỳnh ở Thái Bình. Thì vừa rồi em anh cũng được test qua karaoke và cũng nghe các bản nhạc, thì anh đánh giá về sản phẩm bên TK chúng em thế nào hả anh? Nói chung là chất lượng âm thanh tốt, màu sắc đẹp, phong âm của mình rất thế này là phù hợp. Bộ này rất là đẹp mà phù hợp với không gian của nhà anh ạ. Anh theo dõi trên này thì anh thấy có rất sự thực tế với trên này nó có khác nhau không anh? Ở trên này thì mấy trên thực tế thì nó cũng không khác nhau mấy. Nói chung là trên này thì có thể là trong các phòng của các bạn hay hơn một phòng nó rộng hơn cả anh quá. Nhưng nghe chất âm, nghe chất âm thực tế thì là có vẻ thực tế là hay. Màu sắc là hợp, rất đẹp. Wow. Cảm ơn hai anh em trên công ty đó về lắp cho gia đình nhà mình bộ karaoke để vui chơi và giải trí trong những ngày cuối tuần. Wow. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, bọn em cũng thay mặt cho công ty xin gửi lời cảm ơn đến gia đình anh chị đã tin dùng và yêu quý đến JK. Vâng. Chị vừa rồi thấy anh hát thế nào chị? Vâng, em hát rất là hay. Vâng. Chị chân thành cảm ơn các chú đã mang bộ dàn karaoke cho gia đình. Vâng. Vâng, thay mặt công ty thì em cảm ơn anh chị rất là tin tưởng và sử dụng sản phẩm của bên em. Đấy thì anh hát cũng rất là hay. Vâng. Em cảm ơn ạ. Vâng. Vâng, em xin được khép lại video lắp đặt cho anh Huỳnh ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bác trong các hành trình tiếp theo.